TV8000S của một ông anh ở dưới quận 6. Mình không có tiết lộ tên với lại số điện thoại nha, mà che cái này lại. Cái này thì nó có này, máy bị lỗi này, cắn băng. Băng là cắn băng thì chắc chắn là cắn băng loại nhiều băng, không phải một hộp Sony HF hoặc là Metan không đâu. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em việc fix cái lỗi này, nó đơn giản lắm. Nhưng mà mỗi lần mình tháo máy ra hoặc là mình nhận máy thì mình đều chặt cái phí là tầm 300 ngàn. Anh em khác thì cũng cỡ 200, nhưng mà mình làm thì 300 lận. Cho nên cân nhắc những cái đơn giản này mình sẽ chỉ. Còn phát trên con đất Akai tiếng tối ok, cái này sẽ check lại con Akai thử coi. Suộc không giống nhau, cái này là thuộc về phần kỹ thuật mạch. Và cái này thì không phải ai cũng cũng biết, mà người ta biết thì người ta làm cũng không đẹp quá. Giống như việc mà nấu ăn vậy. Đầu bếp thì ai cũng biết nấu ăn, nhưng mà để nấu ăn ngon là câu chuyện khác hoàn toàn. Đây chúng ta sẽ chụp này, chúng ta sẽ chỉ và sẽ kiểm tra cách nào để fix lỗi cắn băng á. Cái dòng này V7000, V5000 này, 5010 này, 7000, 7010, 8000S rất là dễ cắn băng tại vì cái back tension nó thôi. Xíu nữa chỉ cho. Không. Rồi, trước tiên điều ta cần làm để fix cái lỗi cắn băng đó là chúng ta phải tháo được cái nắp máy này ra. Ok. Tháo máy cái vít lấy ra xong. Điều thứ hai, máy này còn đẹp quá trời luôn. Nó rất đẹp. Chúng ta mở cái cửa băng này ra và chúng ta phải biết cách rút cái băng cái nắp này ra này. Thì chúng ta sẽ có tiếp một những cái phương án khác đúng không? Coi thử cái chấu này nó bị gãy hay chưa ha. Chúng ta phải biết cách thì chúng ta sẽ nắm chúng ta kéo lên. Ok. Cái máy dòng máy này rất dễ bị gãy mấy chấu này, bởi vì máy Nhật rồi nó hay giật ra lắm. Nó còn thì ok rồi, nhưng mà nó sợ nhất là nó hay bị giật. Đã bị gãy rồi này. Đây. Đã bị gãy nó dán lại sao? Ok, dạng được rồi. Tóm lại là như thế. Xong chúng ta có hai phương án, hai option để chúng ta xử lý cái vụ này. Option thứ nhất là chúng ta tháo cái mặt này ra. Tháo cái mặt trước này ra này thì chúng ta sẽ tháo được cái miếng nhôm ở trong này. Miếng nhôm đen này. Đó là option, chúng ta chọn option đó thì chúng ta sẽ mỗi lần cài vô nó sẽ có một rừng cái một mớ cái đồ cài này. Thì nó sẽ hơi khó. Hai cái cài này hơi khó. Và mấy cái thanh này rất là dễ bị vướng và rất là khó làm. Mình thì làm được không sao cả, nhưng cái phương án option thứ hai đó là chúng ta tháo mấy cái này ra hai mày, một hai ba bốn năm sáu, ok. Xong dưới đây có hai ốc nữa, chúng ta bấm dây, chúng ta nhấc bộ cơ ra rồi chúng ta đem ra ngoài chúng ta xử lý. Bây giờ mình sẽ chọn cái option hai nhé. Để lôi ra ngoài luôn, chúng ta vừa vào dầu mỡ vừa kiểm tra mọi thứ luôn để cho nó khỏi căng băng luôn. Và lưu ý nha, khi chúng ta nhấc bộ cơ ra, chúng ta tháo hết mỡ ra rồi. Khi chúng ta nhấc bộ cơ ra, chúng ta phải mở cửa băng này ra, chúng ta tắt nguồn trước khi chúng ta bật nguồn lên, đóng cửa băng lại mất. Chúng ta phải mở cửa băng ra, chúng ta rút ra chúng ta mới làm được. Chứ nó để nó đóng lại là chúng ta phải dùng kỹ thuật để mới cho nó chạy mới tháo ra được cửa băng. Nó là dùng cơ điện tử mà. Đó. Rồi chúng ta đã nhắc cái bộ cơ ra rồi đúng không? Để kiếm cách chúng ta nhắc ra. Như mình ấy, thì mấy cái cháu này nó quen thuộc quá rồi, nhưng mà thuộc lòng luôn rồi. Điều đó thì nó không còn cái gì này phải lưu lại hay là ghi nhớ, nhưng mà anh em phải lưu ý nha, phải nhớ nha. Rắc nào cắm cái nào chứ không cắm làm bậy mở nguồn lên nó hư mất. Cái chúng ta phải tháo hai ốc này ra này, hai ốc này. Tại xíu điện thoại mình kém quá. Đây, chúng ta nhấc ra. Ở từ đây vị trí này nó sẽ có một cái jack đi qua này. Mà nó đã hư rồi, ví dụ như người ta họ chưa thay hoặc là họ quên, hoặc là có những cái anh em họ cũng chưa nắm kỹ thuật cao, họ thay cái dây rất là trùng và lực kéo cũng chưa đủ. Trong các cái gờ này, nó có cái gờ tăng giảm, cái miếng sắt nhỏ nhỏ này. Chút xíu nữa mình sẽ tăng, mình kiểm tra lực lực back tension. Đó là lực back tension. Và nhiều nhiều anh em kêu cắn băng thì ví dụ như con Sony á thì cái lực back tension nó rất là tốt rồi, nó cắn băng nó chỉ còn cái tắp gai. Và cũng có người hỏi cái tắp gai là cái gì. Tắp gai là cái bộ dẫn băng sau này, gai là hướng dẫn dạt qua cái đường dẫn băng ở sau này. Và chúng ta sẽ điều chỉnh nó, một thì cũng có băng băng gương, hai thì chúng ta phải đổ một cái cuốn băng có thể nhìn thấy được bằng kính lúp vào. Chúng ta điều chỉnh cái dây cho nó thẳng phương với đầu tự thì khi đó thì nó sẽ không bị cắn băng nữa, đúng không?
chứ còn không thì nếu mà cái back tension này lực tốt rồi mà cái này nó bị lệch, tháp gai này nó bị lệch thì nó cũng rất là dễ cắn băng. À, mình xử lý cái máy dòng này khá nhiều về vấn đề cắn băng rồi. Chúng ta tập trung nhiều nhất là vẫn là cái lực back tension này. Nếu lực quá yếu thì nó vẫn là cắn băng nhá. Mà lực quá căng thì cũng không tốt, không được. Nó sẽ méo tiếng ngay. Tiếng nó sẽ không được tròn. Đấy, máy này còn đẹp quá. Máy là ok đấy. Đầu tư tốt nhưng mà chưa biết chất lượng linh kiện bên trong thế nào. Tại vì máy đẹp thường linh kiện rất là tốt quá. Chứ nếu mình test tần số là lòi ngay. Mình tháo ra mình thay máy này thì cũng 200-300 ngàn thôi, bình thường không có chi đâu. Nhưng mà cơ bản là máy mình chạc mấy anh em này chủ yếu là vấn đề cân chỉnh thôi, tại vì cái phần cân chỉnh nó lâu lắm, chứ không ba đồ quỷ này thì thợ nào làm cũng được, dễ làm cũng nhanh ha. Tháo cạch 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 ra xong giờ kiếm dầu roi bình thường móc vào, mình quên dầu roi nó còn nhiều là xíu mình đo thử, móc vào phát cái ráp vào thôi, ngày làm biết bao nhiêu cái không, nhưng mấy cân chỉnh một ngày chưa chắc làm xong một cái máy, bảo đảm nếu mà máy lỗi. Còn máy máy ngon thì không nói gì, máy máy ngon mà thông số với lại linh kiện còn cái độ chính xác nó khá cao thì chúng ta chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ chúng ta hoàn toàn có thể làm xong. Còn nếu mà máy nó đã bị sai số làm cả ngày hoặc là 3 ngày sau khi chúng ta còn phải ngâm cứu, còn phải làm đủ thứ, làm xong rồi còn phải test, ngồi test rồi kiểm âm đó nữa, chứ không phải làm xong rồi đóng máy là trả người ta không được. Cái đấy là chỉ có anh em thợ bình thường người ta làm thôi, chứ mình làm nó khác quá, mình làm nó giống như một con máy mình làm cho mình xài mình dùng, chứ không phải là làm cho người khác. Như vậy thì nó hiệu quả cao nhất. Đừng nghĩ máy đây là của người khác nữa, mà hãy nghĩ mình làm máy này bây giờ mình sẽ làm và mình sẽ sử dụng nó, và mình hạn chế tháo ra tháo vào. Chứ mình sử dụng nhưng mà mình cũng biết thợ, nhưng mà mỗi lần lỗi tháo ra tháo vào cũng thấy bực, chứ đừng nói với anh em á. Nhưng mà điện tử thì đôi lúc mình test kỹ rồi nhưng nó xui xui thì còn có một vài con thì xài thời gian nó bị, thì cái đó là do cái vấn đề linh kiện nó trụ không nổi thì mình bó tay, không thể nào mà mình biết hết bên trong được. Thường một con máy mình test cả ngày trời mới gửi cho anh em lần, chứ không không có thể nào test mà còn phải ngồi uống trà và chiêm nghiệm nó còn cái chi chưa đồng chưa hài lòng hay không, thì ra nó ra được một máy rất là ok và anh em xài cũng sướng là vậy. Và phí của mình báo máy phí anh em cao lắm chứ không có phải thấp, tại vì cái thời gian mình đầu tư nó nhiều, chất lượng nó khác hoàn toàn chứ sao có thể giống những người khác được. Ok, lúc nữa sẽ cái phần này là biết rồi, nhưng giờ chúng ta thay thôi, xíu nữa chúng ta sẽ quay cái video về vấn đề nhớ cái thay cái dài này cho cái lực cho nó vừa nha, đừng đừng có trùng quá nha. À, xong rồi chúng ta làm cái video về về test thông số với video video và phát nhạc chơi đó thôi. Đó. Còn nếu anh em nào mà cẩn thận hơn thì chúng ta rút tháo cái này ra, nó có cái phe lấy ra và cạy nhỏ ra. Tại vì ở đây nó có một cái bố trượt ở lên trên cái thành này. Đó. Và nó có nhiều cái nứt trong cái màu đen này, nó có nhiều cái nứt hãm lực, chúng ta phải có kinh nghiệm để hãm cái lực nó và canh cho nó tốt, là cái khả năng cắn bằng gần như là triệt tiêu rồi. Bây giờ nó có cắn, nếu chúng ta lực tốt rồi mà nó vẫn còn cắn nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra cái tháp gai này, kiểm tra cái hướng dẫn băng này nó có đúng không. Nếu chúng ta kiểm tra đúng nữa rồi thì ok, ngon, khỏi phải lăn tăn quá. Xong dễ mà ha, dễ mà dễ làm rồi, xong rồi lực kéo rồi này, ok lực kéo này chúng ta sẽ biết được. Rồi khi chúng ta play thì cái này nó sẽ chặn vào cái bánh đà này, và cái độ ma sát này nó sẽ hãm lực chạy tự do của cái thằng này. Hiện tại đang stop thì nó là không chạy được đâu, nhưng mà khi mà chúng ta play thì cái này nó sẽ chạm vào đây và nó sẽ hãm lực cái view sau này, và cái đó chúng ta sẽ băng, nó sẽ không chạy tự do và nó không bị cắn được đâu nhé. Khi chúng ta đã tháo rồi thì nhân tiện đó chúng ta kiểm tra cái roi mà lai cáp tăng này luôn, cái thằng motor này trực tiếp này nó sẽ kéo một cái cáp tăng sau này. Chúng ta cái lực này nó trùng quá rồi đúng không? Chúng ta có thể thay một cái mới. Đây này. Chúng ta hãy dùng một tay và một tay chúng ta chàng nhẹ thôi, nó trượt không? Nó trượt nhẹ thì có nghĩa là cái dây này nó quá trùng. Đúng không? Nó bị trượt trong dây rồi. Là nên thay luôn. Và chúng ta vào dầu mỡ cho mấy cái dầu máy bay á, vào mấy cái trục luôn là nó ok, ngon. Không vấn đề gì cả. Còn cái dòng mà 7.000, 8.000 về 7010 thì nó hay hơn cái motor này nè. Cái motor này là cái motor kéo riêu. Nếu mà chút nữa mình coi có cái điện trở nào mình sẽ hàn cho đít này nè, để nó hãm cái lực bớt,
cái cường độ dòng điện vào trong cái motor này chúng ta xài rất là bền. Còn nếu chúng ta nạp cái dòng điện cao đúng chuẩn đúng như nhà sản xuất này á, thì một thời gian sau thì cái củ ốc nó sẽ bị đen. Nó chạy bằng chuỗi than, bằng chuỗi chứ không phải than bằng bằng chuỗi. Cho nên là khi nó chạy nó hãm lực nó sẽ đá điện á, nên là nó sẽ đen cái củ ốc và sau này cái motor này nó hay bị yếu và hay bị tự stop nhá. Nó không nó đang play thì nó tự stop miết thôi. Cái này chút nữa mình xử lý luôn, nếu mà kiểm tra coi nhà mình còn cái điện trở nào không, mình gắn vào cho. À, anh em có thể xài thoải mái. Mấy cái mẹo vặt này anh em hoàn toàn có thể tự làm được mà, đâu có gì khó khăn đâu. Còn nếu mà cam nó bị lỗi thì chúng ta kiểm tra cái motor cam này thôi, motor thì coi nó chạy tốt hay không. Còn lại cái bộ cơ này ngon mà đâu có gì hư hao đâu, nó giống V9000. V9000 nhìn cái lỏng bỏng lẻo bẻo vậy nhưng mà nó xài rất là bền, rất là ổn định, không sao cả. Vâng, con này cũng vậy, con này nhìn vậy nó thiết kế khá là tốt. Tiếp tục là mình đã thay Jaguar rồi, Jaguar và zin của nó đây, thì cái bảng nó bằng xem nhau. Mình sẽ chia sẻ thêm cái phần mà nó sẽ dư băng ở cái vụ thay Jaguar mà mấy anh em cứ muốn Jaguar zin á. Thực ra cái nguyên lý kéo anh thay có thể là dây trùng hơn một xíu cũng được, căng hơn một xíu cũng được, nhỏ hơn bảng nhỏ hơn xíu cũng được, to hơn xíu cũng được. Nhưng lưu ý là cái sợi dây nó phải nằm ở trên cái rãnh U này nè, tại vì trong đây này, từ từ nha. Ở trong trong cái bánh đà ở cái cấp tăng sau này nó bo U chứ nó không bao giờ làm bằng như là cái thằng cấp tăng chính này. U để chi? Để khi chúng ta chạy ở trên U này mà tốc độ đang bị chậm thì nó sẽ dây nó sẽ lạng ra hướng của bên nhỏ, nghĩa là nó sẽ tràn qua bên nhỏ để cho thành tốc độ nhanh. Khi chúng ta thay một Jaguar nào đó khác vào mà nó không nằm ở trên U này mà nó lại nằm ở bên hướng rãnh nhỏ, tại vì nó có một cái U gọi là nó lum lum á, thì cái tốc độ ở đây nó sẽ chạy nhanh hơn tốc độ ở đây, thì nó sẽ là dư dây băng ra là nó quất băng mình thôi, chứ nó quất cái dây băng nó cắn băng mình thôi chứ có cái gì đâu. Mấy ông cứ hay lên mạng ngồi chém gió tranh luận cho lắm vào phải dây Jaguar zin thì lực thế này lực thế kia. Nguyên lý của vận hành nếu về cơ học anh em phải hiểu, dây Jaguar là nó sự có thể dùng dây xích bất cứ gì này. Nó chỉ là truyền động giữa thằng A qua thằng B này thôi, và thằng A nó chạy thằng B, thằng A nó chạy tốc của nó, B chạy tốc của nó. Vậy nếu thằng thằng này này thằng thằng này nhỏ hơn thì nó sẽ chạy nhanh hơn thằng này to hơn thì thằng này chạy chậm hơn, thế thôi. Nó chạy chậm tốc thì thằng này chạy đang chạy nhanh rồi. Vậy khi mà mấy nhiều cũng có vài anh em họ sẽ họ muốn cái này nó chậm lại, họ vắn cái một lớp băng keo lên để cho nó chậm lại thì nó sẽ tì ngược lại vì giật lại dây băng, chứ không phải đã thiết kế người ta đã cân động hết rồi. Việc chúng ta bây giờ là thay Jaguar làm sao nó nằm ở vị trí đồi cao nhất của cái bánh đà là nó có thể chạy được, phải không? Chứ còn không cần phải quấn đâu. Hoặc là nếu như vậy thì chúng ta sẽ rà cái poly bên này nhỏ lại, chứ đừng có rà chúng ta cặp rút ra chúng ta cặp vào mấy khoang tịnh tâm cho nó chính xác. Chúng ta dùng dây nhám chúng ta rà sơ cho nó mọt nhỏ lại thì cái tốc của con này nó sẽ nhanh, thì tốc của này nó đang mặc định rồi thì nó sẽ chậm lại thôi, cái chi đó thì nó sẽ hết bệnh, đúng không? Đây là cái đơn giản nhất trong việc cơ học mà cũng không suy luận ra được thì cũng thua, dễ mà. Tháo ra chúng ta chứ, tháo ra chúng ta nhìn cái bánh này nó đâu có đều đâu, mà nó đâu không phải nằm ngang bằng phẳng như cái này đâu, nó có một cái lum nhỏ để nó điều tốc. Và trong các cái máy mà mấy anh em hay hay bị trật dây roi không vậy, nếu mà trật dây roi thì phải có kỹ thuật nha, phải kỹ thuật xử lý cái này thì nó rơi vào vấn đề kỹ thuật. Ok, rút kinh nghiệm lần sau thằng này cái bánh cao su những kỳ chẳng có chút kiểm tra lại coi, để mà ráp máy rồi tháo ra tháo vào 2 lần bực lắm nha, đừng tưởng thà làm lại 1 lần luôn, dù dây roi trùng thay luôn rồi. Anh chơi này tốt vậy chứ, mấy đồng bị dài sai kích cỡ là chịu không? Đóng này thôi, tháo ra như thế nào chút nữa chúng ta ráp y lại như thế đấy, và không làm video nữa nha, chút nữa làm video test nhạt nhất được luôn, chứ lúc mà đóng lại làm video này nó dài lắm. Thì cứ như nguyên lý mình cứ tháo ra sao chút là ráp y lại rồi theo quy trình đó, thằng tháo trước thì lắp sau mà thằng tháo sau thì lắp trước, vậy đi. Trời ngoài đang đổ mưa rồi, và một cái lưu ý cực kỳ quan trọng mà rất nhiều anh em bị gặp phải và mình đã sửa máy rồi, mình đã dập rồi, cái gờ này nè, cái gờ của cái nắp đập đại này nè nha, chúng ta phải luồn lắp vào cái này nè, nó có một cái khe này, nó có một cái thanh lẫy này,
con này nhỏ này. Đây, rồi không biết cái lắp đè lên trên là cuối cùng nó đâu có nhận được cái chế độ băng đâu. Cái khe nhỏ, cái miếng nhỏ này nha, nó phải nằm trên cái miếng lìa lìa ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nha, đây này, đó, thấy rõ không? Chúng ta sẽ để ý, đó, cái miếng này nó phải nằm dưới cái miếng nhỏ này, ok? Để khi chúng ta lấy cái ba, khi chúng ta bỏ băng vào nó phải nhận được chế độ băng, chứ không nó nhận chế độ nọc man không thôi luôn á. Bị nhiều rồi mới hướng dẫn chứ không anh em không bị thì mình cũng chẳng hướng dẫn làm chi. Phải lưu hết sức lưu ý cái phần này. Ok. Nó hơi khó nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta cho nó dễ, chúng ta đóng cái cửa băng lại. Đóng cái này lại. Chúng ta ráp hết xong rồi đúng không? Chúng ta đóng cái này lại này. Nó tự đóng đúng không? Đóng thì cái lẫy này này nó sẽ tắt này, tắt nguồn rồi. Cái lẫy này này nó có nhiều, nó hai cái lẫy lận. Nó có cái lẫy này nữa. Cái lẫy này nó cũng phải nằm ở phía sau cái miếng này. Lưới này nằm phía sau miếng này nha. Cái lẫy này này. Còn cái lẫy này thì nó nằm dưới cái miếng thép nhỏ này. Thấy không? Ok, đây giờ đưa vào này. Rất là dễ. Đấy, ok, sắp cái cặp. Rồi xong. Ta để ý này, thấy chưa? Hoàn toàn đấy, nhiều người bị lỗi cái phần này nha, đứng tưởng cứ đắp vào mầm cái kệ mầm cứ đâu có biết gì đâu. Đó. Còn chúng ta ráp đúng kỹ thuật nó, đúng quy trình nó thì nó chạy ngon liền chứ. Ok, rồi nha. Ok, ngon rồi. Băng bị cắn này, không có ghi này. Rồi hết cắn hết kiểu gì rồi nha. Nhưng là nó ngon rồi. Không sao cả. Chúng ta cái này là vấn đề dễ, nó là mang tính chất gọi là tay quen thôi, nó không chả có gì gọi là ghê gớm luôn. Bây giờ là mới tới phiên mà mình cần chỉnh kiểm tra thông số thì cái đó là nó mới khi đấy thì mới lấy tiền mới anh em mới vui vẻ được, chứ còn ba cái kỹ thuật này ai làm cũng được, nên là mình phải hướng dẫn lên video này luôn, thì sau này anh em nào gặp cái lỗi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tự xử lý được và không cần phải gọi tới gọi lui về nhờ gửi máy đi cho nó mệt quá. Còn muốn máy ngon thì phải chắc chắn là cũng phải kiểm tra rồi. Tất cả các linh kiện này đã sản xuất vào những năm 90 rồi, đúng không? Nên là nó sẽ đã bị sai số rồi, các cái thông số tụ nó cũng đã bị sai lệch rồi. Chưa nói là trong quá trình vận chuyển á, cái vấn azimuth đầu từ này cũng có khả năng sai số này, sai lệch này. Cho dù nó là 3 vít hiếm sai nhưng vẫn sai bình thường. Cái táp gai này chạy lên chạy xuống riết cũng bị sai này, chứ đừng tưởng nha. Cho nên chúng ta phải lưu ý này. Rồi bây giờ mình làm kiểm tra thông số thôi. Bye bye nhé. Rồi cái phần hướng dẫn cơ cắn băng thì cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta test cái phần azimuth, phần các cái phần khác qua xem thế nào. Con này thì tốc độ chắc là không sai rồi, tại vì nó là mà direct driver nên có dòng V7000, 8000, 9000 hình như nó 7000, 7010 và 8000 nó không sai tốc rồi. Con này thì azimuth chúng ta sẽ kiểm tra lại cái mức phương vị cao nhất, cái đầu cái sóng cao nhất và cái độ lệch pha nó. Hiện tại nó đã lệch pha nhá, đang lệch pha nè. Chúng ta cần đưa cái azimuth này hai sóng là hai kênh nó phải ra cao nhất tốt nhất và không lệch pha, lưu ý phần đấy. Cho nên là mình đã nói nãy, mình đã nhắc rồi, kêu là cái đầu từ trong một khoảng thời gian dài trong quá trình chạy lên chạy xuống đó, nó có một cái viên bi nhỏ, nó có mấy viên bi nhỏ nhỏ vậy đó. Nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, nó trượt mà nó trượt khoảng thời gian thì nó sẽ có bị sai lệch nhỏ, thì chúng ta cần điều chỉnh hết lại. Đây là những cái con máy còn ngon nha, nhiều con máy bỏ vào nó lệch tùm lum, nó chạy tá lả, con này cũng rất là ok đó, nhưng mà ý là không, nếu chúng ta không cân chỉnh không làm gì hết thì vẫn có thể sai được, ý là cái độ sai số nó nhỏ cho phép được, có thể là tạm dùng được. Chứ còn muốn ngon nữa thì xíu nữa mình làm sao mà mình sẽ báo cho, đúng không? Rất là đẹp và nó không không có lệch pha gì trơn nha. Vậy thôi nha, không làm video nữa đâu, vậy thôi. Mỗi lần làm nó video nó dài mất quá. Để cho anh em biết cái sai thôi chứ. Lúc vừa rồi kiểm tra thấy sóng sánh đồ cũng ok hết rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà ghi chúng ta ghi vào rồi thì cái độ lệch pha nó khá cao, nên là mình đã điều chỉnh vấn đề lệch pha luôn rồi, giờ ngon rồi. Giờ chúng ta kiểm tra lại azimuth. Cái sóng của azimuth bây giờ nó khác hoàn toàn so với sóng hồi nãy.
và nó không có độ lệch pha, với lại nó đẹp. Thứ hai là cái channel nó phải đẹp. Đây, đầu vuông ra cũng cao hơn vuông hồi nãy ra rất nhiều và tốt hơn. Đó, vấn đề azimuth. Chúng ta lựa cái điểm nào tốt nhất cho cái rãnh băng nó đi qua thì đó mới là điểm tối ưu nhất. Trên cái service manual nó vẫn có chỉ hướng dẫn rất là kỹ cho vấn đề mà chúng ta chỉnh azimuth. Còn cái channel rất là dễ, chúng ta bỏ một cái băng test channel vào, chúng ta bật lên và chúng ta xem đều hai kênh và không db, hai kênh này không db mà không có độ lệch pha là rất là đẹp, đúng không? Như vậy là sự trùng lập giữa các cái băng test nó phải đúng như thế. Chứ bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần ghi, chúng ta phá cái bài app này đi để dễ hướng dẫn, vâng. Chúng ta sẽ kiểm tra phần ghi về tần số vào trước, xong đó chúng ta sẽ kiểm tra về nhạc, đúng không? Bây giờ chúng ta bỏ vào băng này, nọc man thì nó sẽ hiện nọc man ở đây. Trước tiên thì chúng ta bấm red, xong bấm play, ok. Chọn call star, xong chúng ta sẽ lấy cái level này cho nó đều. Rồi, chúng ta sẽ chọn bass, chúng ta sẽ lấy cái bass. Ok, chúng ta điều chỉnh lại tiếp level lần nữa. Để chọn tiếp bass nữa, rồi lấy bass lại tiếp. Chúng ta chọn tiếp level, chọn bass, level, bass, đều hết rồi, ok đúng không? Chúng ta trả về một đoạn thôi. Chúng ta nên lấy bass ở đoạn khúc, ví dụ như là 1/4 băng hay chạy qua đoạn như thế này, chúng ta lấy bass, đừng lấy đầu băng, đầu sợi băng lúc nào nó không bị hư, khó nó không có ổn định đâu. Xong rồi, bây giờ chúng ta mở tần số 400 lên xem. Và chúng ta xem cái oscilloscope, đúng không? Khi tần số này chúng ta sẽ bằng ở đâu không? Cái bê ba lăng này nó có sự lệch pha nhé, nó có sự lệch. Mình sẽ điều chỉnh ở suột, bây giờ mình test đi, mình điều chỉnh ở suột cho nó đều hết đi. Bắt đầu mình biết nó lệch bao nhiêu và khi ghi nhạc chúng ta cũng đừng để ý nữa, vì mình chỉ test tần số thì mình sẽ kiểm tra. Còn khi anh em ghi nhạc ở để ở tép và điều chỉnh cho nó bằng là được. Tại vì tất cả mình đã cân rồi cho nên là anh em cứ theo đó mà làm. Đây nè. Bây giờ chúng ta đổ pha không? Ok. Mỗi nức vặn này, tại vì nó là một cái biến trở tổng, nó có hai channel thì hai cái chuỗi thang nó sẽ có sự khác biệt và nó bố trí cho mình một cái ba lăng, ok, hiểu không? Có biết nhá. Ở 0 dB thì chúng ta sẽ cảm thấy thấy này, nó sẽ bị lệch một xíu này. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó không lệch này. Cassette lên. Ở cassette này. Đang ở tép nha. Bật xuống này. Và tép quay sóng tép này. Rất là ok quá. Wow. Khi chúng ta điều chỉnh cái ba lăng thì nó sẽ lệch kênh này. Biết được là con máy này ghi tép sụt như một rồi, chứ không phải giống như lúc đầu nãy. Lúc đầu nãy thì nó sai tùm lum thì mình không nói, tại vì mỗi con máy nào mình làm mình cũng biết, và anh em nào đã tham gia làm máy thì anh em cũng đã biết rồi, và mình không giới thiệu nhiều. Cái này chẳng qua lâu quá mình không có giới thiệu vấn đề căn chỉnh thì hâm lại cho anh em biết được là cái set nó chơi rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ ghi một bản nhạc vào thì chúng ta kiểm âm tép sụt, chúng ta nghe chúng ta biết ngay, đúng không? Đây. Giờ chúng ta test cái tần số đi. Test tần số đi, vâng. Như vậy tất cả mình đã test bằng tần số hết rồi, cho nên là anh em đừng có quan tâm tới việc mà ghi ba nhạc tại sao là kênh có kênh cao kênh thấp. Bản thân của bản nhạc trước 75 hoặc là bản nhạc sau 75, hai channel nó đã không đều nhau thì chúng ta có thể là điều chỉnh cho nó đều, hoặc là chúng ta sẽ để ở cái mức nào đó cho chúng ta cảm thấy là suộc với tép nó xem nhau là được, vâng. Tại vì thường chúng ta hay quan tâm tới ủ sao nhạc nhìn kim nó không đều, không vẩy nó không đều. Cái nguồn chúng ta ghi vào nó đã không đều rồi, đúng không? Nếu chúng ta điều chỉnh thì vừa phải với điều chỉnh quá thì nó cũng đã lệch về cái âm sắc, ví dụ vậy. Nhạc sau này thì đa phần thì nó đều, gây là nó sẽ được đạt 90-90. Ví dụ như chúng ta chỉ bây giờ chúng ta test một bản nhạc của trên YouTube đi nhé.
test cái tần số này đi, đúng không? Giờ chúng ta bấm bé thì chúng ta lấy rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc là bấm tép sụt thôi, bấm nhạc lên. Lưu ý là ghi ở cộng 3 dB nhé, cộng 3 dB trở lại, mức đẹp nhất vẫn là cộng 3 dB đây này. Cassette này nó không có khác, trên cassette tiếng lúc nào thấy cũng dày, bass âm ấm hơn. Anh em để ý là biết nè, không cassette nó êm tiếng lắm, máy nó phải đúng như thế thì nó mới hay được. Khá là đẹp đấy, ok đấy, chất lượng tốt. Anh em chơi ghi băng mà không có cái set tự hành á, anh em hoàn toàn có thể bật Dobay S nha, hoặc là Dobay B hoặc là Dobay C, mà tốt nhất con này có Dobay S thì bật Dobay S đi. Còn nếu mà chơi cái set tự hành ghi cho con khác phát thì nên up, tại vì nhiều con máy Kim Vu nó không có Dobay B, không có Dobay C và không có Dobay S đâu. Cho nên chúng ta lưu ý cái phần Dobay này, khi Dobay thì chúng ta không có tiếng nền. Ví dụ giờ tắt nhạc đi, nghe nè, để ở sụt nè, nghe tiếng hơi bị xì đúng không, sụt một sụt à, để ốp này hơi bị xì đúng không, chúng ta để ép hết xì này, êm ru đúng không. Nè chúng ta để khác vào cái loa này chúng ta sẽ biết ngay. Nè nó có tiếng xì, đấy là đang đang ở ốp đồ bài đấy. Chúng ta bật đồ bài B hoặc là B C này, S này, B này, C này, như vậy là nó tĩnh đấy, ốp này nó xì nhỏ thôi, nhưng mà cơ bản là mình không có lưu ý đến vấn đề xì nhỏ đấy. Thì thường thường anh em nào muốn chơi dàn nhạc lớn thì chúng ta bật đồ bay lên, bật đồ bay lên là tĩnh tĩnh nền luôn, đúng không? Sụt này, set này, thấy không, nó hay, tiếng nó êm lắm, đúng không? Ok rồi.
xong một chút.